Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 Con Giáp thứ bảy ngày mùng 7 tháng 11 năm 2020 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 22 tháng 9 năm canh tí Ngày này là ngày giáp dần tháng bính tuất năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ giáp tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc tư mệnh. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, đại khê thủy, ngày giáp dần, tức can chi tương đồng thuộc mộc và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, đại khê thủy, kỵ tuổi, mậu thân, bính thân, ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi, mậu tý, bính thân, mậu ngọ thuộc hành hỏa không sợ thủy ngày dần lục hợp với hợi tam hợp với ngọ và tuất thành hỏa cục xung với thân hình tỵ hại tỵ phá hợi và tuyệt dậu về tuổi xung khắc trong ngày tuổi mậu thân bính thân canh ngọ và canh tý tuổi xung trong tháng tuổi mậu thìn nhâm thìn nhâm ngọ nhâm tý và nhâm tuất về các sao tốt xấu trong ngày. Trong ngày có các sao tốt như sao thiên quan, tốt mọi việc, sao tam hợp, tốt mọi việc, sao nhân chuyên, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần, thất sát. Các sao xấu trong ngày cũng có, bao gồm sao đại hao, tự khí, quan phú, xấu mọi việc, sao thụ tử, xấu mọi việc, sao nguyệt yếm đại họa, xấu đối với xuất hành giá thú, sao cửu không, kỵ xuất hành, cầu tài lộc, khai trương, sao lôi công, xấu đối với xây dựng nhà cửa, sao âm thác, kỵ xuất hành, cưới hỏi, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông bắc, tài thần, hướng đông nam. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày mùng 7 tháng 11 năm 2020. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày mùng 7 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tý á, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý bạn sẽ có những trải nghiệm mới trong cái chuyện tình cảm của mình. Chỉ tiếc rằng mọi thứ lại kết thúc trong buồn bã, tình yêu mới chớm nở đã vội phai tàn nữa. Trong ngày này đối với bà Tủ Tý, bạn lại đang gặp được ngày có thủy sinh chôn mộc vượng cái điều này cho thấy rất có thể với bạn tuổi tí sẽ trải qua những cái chuyện tổn thương về tình cảm dù bản thân bạn không hề mong muốn duyên số chưa tới thì đành phải chấp nhận mà thôi chớ nên có cưỡng cầu bạn tuổi tí nhé trong ngày này đối với bạn tuổi tí á cái mối quan hệ giữa hai vợ chồng nảy sinh nhiều rạn nứt Do đôi bên thiếu đi cái sự chia sẻ và cảm thông cho nhau, nếu như vẫn còn muốn níu giữ hạnh phúc thì ngày này với bà tử tí hãy tạo điều kiện để đôi bên hiểu nhau nhiều hơn nữa nhé. Ngày này đối với bà tử tí đi xa thì không được thuận lợi, không có người giúp đỡ, nghiệp khó thành và bạn nên tránh những cái công việc trọng đại trong ngày hôm nay nữa bà tử tí nhé. Vài tử vi tuổi giáp tí thuộc kim, tình cảm phai nhạt. Tử vi tuổi bính tí thuộc thủy, duyên phận chưa tới. Tử vi tuổi mậu tí thuộc hỏa chớ nên vội vàng tử vi tuổi canh tí thuộc thổ cái gì đã qua hãy để cho nó qua tử vi tuổi nhâm tí thuộc mộc vợ chồng mâu thuẫn và đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 3 số 7 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phụ trợ, tuổi giàu, tuổi thân, tuổi tỵ. Từ vi tuổi Sửu thứ bảy, ngày mùng 7 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi Sửu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang có điểm báo dễ gặp phải trở ngại trong cái chuyện tình cảm của mình đôi bên chưa thực sự hiểu nhau dễ gây tranh cãi vì những chuyện không đáng có khiến cho tình cảm dần phai nhạt đi. Trong ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân thì mãi mê với quá nhiều thú vui của mình mà không quan tâm tới chuyện tình cảm lứa đôi, vết thương trong quá khứ còn in dấu nơi trái tim của bạn. Vì vậy với bạn tuổi xíu vẫn chưa vượt qua được chướng ngại trong cái chuyện tình cảm nhé và với bạn tuổi xỉu, bạn cần phải hiểu rõ các điều mình mong muốn là gì, đừng có để cho những ước mơ xa vời khiến cho mình càng ngày càng xa rời cuộc sống thực tại. và với bạn tuổi xỉu, có thể hoạch định cho tương lai của mình, bởi chẳng ai có thể làm điều đó thay bạn được, bạn tuổi xỉu nhé. vài tử vi tuổi ất sửu thuộc kim, tình cảm không như ý tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy dễ bị lầm đường lạc lối tử vi tuổi kỵ sửu thuộc hỏa không biết mình muốn gì tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ đang mắc nhiều sai lầm tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc có thể sẽ cần sự trợ giúp về đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần thứ bảy ngày mùng 7 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi dần ạ cho chúng ta thấy là Cách vận trình của bạn tử dần đang gặp được ngày có thiên tài trợ mệnh cho nên với bạn tử dần sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá cho mình trong ngày hôm nay và với bạn tử dần bạn biết cách để biến những sở thích thú vui của mình trở thành thứ có thể kiếm được tiền với mình nữa rồi nhá. và với bạn tử dần trong ngày thứ bảy này bạn khá bận rộn với công việc nhưng cũng chẳng hề gì bởi bao nhiêu vất vả và căng thẳng cũng sẽ tan biến hết khi cầm được số tiền thu hoạch được ở trong tay, bạn càng nỗ lực nhiều hơn nữa đó. Nhưng trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi dần, ngày này bạn lại đang gặp ngày có mộc khí vượng. Cái điều này cho thấy về cái phương diện sức khỏe của bạn tuổi dần có phần đang suy yếu sau những tháng ngày làm việc mệt mỏi, không nghỉ ngơi phù hợp. Và với ba tuổi dần, bạn cần phải xem xét lại việc kiếm tiền của mình, đừng có độ sức khỏe để kiếm tiền rồi lại lấy tiền mua lại sức khỏe bạn tuổi dần nhé. Trong ngày này với bà tuổi dần, xuất hành thì có quý nhân phù trợ, buôn bán gặp thời, buôn may bán đắt, mọi việc đều tốt, cầu tài lộc đều được như ý. Và bạn đừng quên hãy nên xuất hành theo những cái hướng tốt như là hỷ thần hướng đông bắc và tài thần hướng đông nam. Hai hướng này sẽ mang lại nhiều may mắn trong công việc của bạn cũng như là có được nguồn tài lộc về tay nữa bạn tuổi dần nhé. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy tiền bạc tổn hao tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa sức khỏe đi xuống tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ đề phòng bệnh gan tử vi tuổi canh dần thuộc mộc kiếm tiền dễ dàng tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim nhanh chóng tìm được nguồn thu nhập về đánh giá của bà tử dần trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 3 sao tình cảm, 4 sao, con số may mắn, số 3, số 5, giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhau phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão thứ bảy ngày mùng 7 tháng 11 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Mão, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương hỏi. Cái điều này sẽ mang tới hạnh phúc cho bạn tuổi Mão trong ngày hôm nay và ngày này đối với bạn tuổi Mão sẽ có nhiều kỷ niệm với nhiều niềm vui bất ngờ tới với bạn. Trong ngày này, tình cảm vợ chồng với bà tuổi mão càng ngày càng gắn kết hơn. Đôi bên có sự thấu hiểu và thông cảm cho nhau mà không cần phải nói với nhau quá nhiều. Tâm ý tương đồng và với bà tuổi mão càng thêm cố gắng để giữ gìn hạnh phúc gia đình cho mình nữa rồi. Trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bà tuổi mão, bạn cũng đang gặp được ngày có chính tài nhập cục cho nên cái côn đường tài lộc của bạn được ổn định, tài chính được vững vàng, giúp cho bạn tuổi mão thoát khỏi nỗi lo toan về tiền bạc. Tuy nhiên, với bạn tuổi mão cũng cần phải có sự tiết kiệm và tích lũy cho tương lai của mình, đừng có tiêu xài hoang phí nữa, bạn tuổi mão nhé. Và ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi mão, ngày này bạn đang có được tin báo tốt lành, niềm vui đến, gặp gỡ, trao đổi công việc được thuận lợi và có lộc khó theo chân. Tài lộc đổ về nhà nữa bạn tuổi mão nhé. Về từ vi tuổi ất mão thuộc thủy tiền bạc dồi dào, tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa tình cảm thăng hoa, tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ vợ chồng hạnh phúc, tử vi tuổi tân mão thuộc mộc thấu hiểu lẫn nhau từ vi tuổi quý mão thuộc kim tài chính vững vàng và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 3 số 6 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu đen màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi tốt tuổi hợi tuổi mùi Từ vi tuổi thìn thứ bảy ngày mùng 7 tháng 11 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi thìn cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này đang có điểm báo rất có thể bạn đang cảm thấy mâu thuẫn trong chính con người của mình. Ngày này đối với bạn tuổi thìn bạn đang gặp ngày thìn dần tương hội và bạn yêu người ấy nhưng lại không dám bày tỏ tình cảm của mình. Có thể vì thế mà bạn phải hối hận về chính bản thân mình nữa nhé. Trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bà Tử Thìn, bạn cũng đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Cái điều này cho thấy với bà Tử Thìn đang có quá nhiều trở ngại trên cái con đường tìm kiếm hạnh phúc cho mình và bà tuổi thìn, bạn không dám bày tỏa tình cảm của mình, cũng có lý do riêng của mình mà tạm thời chưa thể giải quyết được. Với vợ chồng trong ngày này thì cũng có những lúc tranh cãi, bất đồng ý kiến với nhau, nhưng sau cùng thì bạn vẫn biết được rằng gia đình là để yêu thương, chăm sóc cho nhau, chứ không phải là để tranh giành thắng thua, đúng sai, mà phải cố chấp bạn tuổi thìn nhé. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa tình cảm mau thuẫn tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ dễ gặp chuyện không hay tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc tình yêu chưa tới tử vi tuổi canh thìn thuộc kim biết giữ gìn hạnh phúc tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy cần yêu thương và thấu hiểu vài đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi dậu, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ thứ bảy ngày mùng 7 tháng 11 năm 2020 xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi tỵ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày này bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cho nên với bạn tuổi tỵ đang cảm thấy bế tắc trong cái chuyện tình cảm của mình và với bạn tuổi tỵ bạn không biết làm thế nào để có thể xoa so dịu những nỗi đau những sự tổn thương mà đối phương đang phải chịu đựng nữa và với bạn tuổi tỵ bạn không phải là người trực tiếp gây ra những nỗi đau ấy, nhưng cũng vì bạn mà người ấy phải chịu đựng. Cuộc sống có quá nhiều điều bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta chỉ có thể chấp nhận, chứ chẳng thể nào trách ai được bạn tuổi tỵ nhé. Trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi tỵ, bạn cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, cái điều này cho thấy với bà tuổi tỵ đang có điểm báo kẻ tiểu nhân đang cố tình phá hoại hạnh phúc mà bạn đang có. Có những điều mà bạn mong muốn bảo vệ thì kẻ xấu xa kia lại biết được và bày mưu tính kế để gây chuyện với bạn nữa nhá Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa đường tình trắc trở, tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ tiểu nhân gây chuyện, tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc thị phi bỏ vay tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim cảm thấy bế tắc tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy tình cảm bất thuận về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 2 số 7 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. Tử vi tuổi ngọ thứ bảy ngày mùng 7 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi ngọ cho chúng ta thấy là với bà tuổi ngọ sẽ nhanh chóng giải quyết được những mâu thuẫn đang còn tồn động trong gia đình và hôm nay là ngày bà tử ngọa bạn nhận được cơ hội để có thể kéo mọi người lại gần nhau hơn bà tử ngọ nhé dù sao một giọt máu đào vẫn hơn ao nước lã có giận hờn có trách móc nhau đến đâu đi nữa thì đứng trước tình thân chẳng ai có thể từ chối được và với bạn mệnh tuổi ngọ biết điều đó cho nên dựa vào sự giúp đỡ của quý nhân tam hợp mà có được sự thành công với mình nhé. Tuy nhiên với bạn tuổi ngọ bạn cũng có lúc cảm thấy mệt nhọc mộc dưỡng cho họ cho nên bạn đừng có lo lắng có người ấy sẽ giúp cho bạn bước tiếp trên cái con đường về phía trước vợ chồng đồng lòng thì chuyện gì cũng có thể hóa giải vượt qua được bạn tuổi ngọ nhé. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim tình cảm dạt rào. tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy mau thuận được hòa giải, tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa có tình cảm với nhau, tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ dễ tìm thấy người thương, tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc vợ chồng đồng lòng. Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ bảy ngày mùng 7 tháng 11 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là con đường tình duyên của bạn tuổi mùi đang có điểm báo khá chi là trắc trở. Và với bà tuổi mùi, bản mệnh có thể sẽ cần đến nhiều sự giúp đỡ của người thân trong việc tìm kiếm một nửa của riêng mình. Và bạn đừng có ngại ngần cái chuyện mai mối biết đâu nhân duyên lại tới với bạn nhé và vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi mùi bạn cũng đang gặp ngày mộc thổ bất dung cái điều này cho thấy gia đình có nhiều điểm bất hòa mà với bà tuổi mùi chưa tìm được cách để hóa giải bạn mệnh tuổi mùi mong muốn được thấu hiểu và yêu thương nhưng theo thời gian tình yêu thành tình thân và thành trách nhiệm với bạn nữa nhé trong ngày này với bà tuổi mùi vợ chồng cũng đang có điểm báo lạnh nhạt xa cách với nhau vì chẳng còn thời gian để trò chuyện và tâm sự với nhau và với bạn tuổi mùi bạn hãy tìm cách để hâm nóng lại tình cảm gia đình cuối ngày bạn có thể chuẩn bị thời gian bữa cơm cho gia đình để hâm ấm lại tình cảm gia đình cùng ở bên nhau ấm cúng bạn tuổi mùi nhé tử vi tuổi ất mùi thuộc kim tình cảm mâu thuẫn tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy vợ chồng bất hòa tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa dễ sinh hiểu lầm tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ tình cảm lạnh nhạt tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc chưa hiểu cho nhau về đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm, 4 sao, con số may mắn, số 3, số 8, giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cá tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ bảy ngày mùng 7 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi thân cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi cho nên với bà tử thân đang mắc phải sai lầm nghiêm trọng trong khi không dành cho người thân của mình sự tôn trọng và thấu hiểu bỏ qua những ý kiến của họ nữa nhé và với bà tuổi thân bạn thà lắng nghe người ngoài nói còn hơn là nghe người nhà nói những hành động của bạn dần bào mòn tình cảm gia đình khiến cho cái mối quan hệ giữa bạn với các thành viên trong gia đình trở nên lạnh nhạt với nhau nữa nhé. Và trong ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi thân bạn cũng đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi thân đang tỏa rõ sự cố chấp của bản thân mình khi đâu đó bạn đã nhận ra sai lầm của mình nhưng nhất quyết lại không thừa nhận, chỉ tới khi mọi chuyện phơi bày ra thì mới ngỡ ngàng và hối hận muộn màng đối với bạn tử thân nhé. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy, tình cảm không như ý, do thiếu thông cảm, tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa cần phải bình tĩnh lắng nghe trước khi phản bác, tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ có nhiều chuyện không thể chỉ nhìn bề ngoài. Tử vi tuổi canh thân thuộc mộc, bạn cần phải hiểu được chính bản thân mình. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim, đừng đổ lỗi cho người khác trước khi xem xét bản thân mình nhé. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu vàng quý nhân phù trợ tuổi tý tuổi thìn tuổi dậu Từ vi tuổi Dậu thứ bảy ngày mùng 7 tháng 11 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày này đang có điểm báo tiêu tiền vô số kể khi mà bạn đang gặp ngày có kiếp tài định mệnh và với bạn tuổi Dậu bạn không muốn phung phí về tiền bạc đến thế nhưng sự chẳng đành chẳng thể không rút tiền ra để xử lý công việc với mình nhé. Có nhiều chuyện bất ngờ phát sinh khiến cho bạn tuổi dậu chẳng thể nào xoay sợ kịp và bản mệnh tuổi dậu hãy lấy đây làm bài học cho mình để chuẩn bị kỹ càng hơn cho những lần sau luôn có phương án dự phòng cụ thể để đề phòng bất trắc xảy ra có hướng giải quyết phù hợp bạn tuổi dậu nhé trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi dậu bạn cũng đang gặp ngày có màu khác với kim cho nên về cái phương diện tình cảm của bạn cũng không được tốt cho lắm. Chuyện tình cảm của bạn tuổi dậu trong ngày hôm nay chưa đi đến đâu. Với bạn tuổi dậu mong muốn của tình yêu khắc cốt ghi tâm, muốn nhanh chóng xây dựng gia đình nhưng số phận chẳng được như ý với bạn nữa. Về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy, tình cảm tổn thương, do thiếu chia sẻ, tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa, cần hiểu bản thân mình muốn gì, cần gì, tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ, tiền bạc tiêu nhiều không kể xít, tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc, có những chuyện bất ngờ khiến cho bạn không kịp trở tay, tử vi tuổi quý dậu thuộc kim, đừng hoảng loạn, cần phải giữ bình tĩnh. Về đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao tình cảm, 3 sao. Con số may mắn, số 1, số 7, giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cá tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ tuổi xỉu, tuổi thìn. Từ V tuổi tuất thứ bảy ngày mùng 7 tháng 11 năm 2020 xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi tuất cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày hôm nay bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọa Tuất cho nên với bạn tuổi Tuất đang có được báo hiệu nhiều niềm vui bất ngờ đến với bạn trong ngày hôm nay. Mặc dù với bạn vẫn có khúc mắc giữa hai người, nhưng với tình yêu chân thành, bạn có thể khiến cho người ấy hồi tâm chuyện ý nữa rồi nhé. Với bạn tuổi Tuất bạn mệnh biết mình cần cố gắng rất nhiều để xây dựng gia đình hạnh phúc, xong bạn cũng băn khoăn khi không biết phải làm thế nào để có thể giữ được tình cảm bền vững, không thay đổi nữa. ai cũng có những phút thấy mình bất lực, nhưng quan trọng là với bạn tuổi tuất biết tỉnh ngộ, biết mình nhìn ra chân lý ở đời, những thứ quý giá cần phải giữ gìn thì sẽ cố gắng giữ gìn bằng mọi giá, không thể bỏ qua được bạn tuổi Tuất nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, đừng để mình phải hối tiếc về sau này. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, hãy cố gắng trước khi quá muộn. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, tình cảm có thể thay đổi nhưng lòng người đừng thay đổi tử vi tuổi canh tuất thuộc kim hãy biết trao cho nhau nụ cười thay vì lời trách móc tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy có những chuyện chẳng thể làm khác được về đánh giá của bà tuổi tuất trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 2 số 5 giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi thân. Từ vi tuổi hợi thứ bảy ngày mùng 7 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bà tuổi hợi cho chúng ta thấy là cách vận trình của bạn tuổi hợi trong ngày hôm nay bạn đang có được khá chi là may mắn khi nhận được sự giúp đỡ của quý nhân cả về đường tình duyên lẫn con đường tài lộc với mình và ngày này đối với bạn tuổi Hợi bạn đang gặp được ngày có ngũ hành Hợi dần nhị hợp cho nên người ấy sẽ sớm xuất hiện trước mặt bạn mà thôi nhân duyên khó nối nhưng với bạn tuổi Hợi bạn sẽ cảm nhận ngay được sự hiện diện của người ấy trước mặt mình và bạn đừng quá vội vàng tiếp cận hãy cho người ấy thời gian để làm quyên và tìm hiểu đã bạn tuổi hợi nhé. Trong ngày thứ bảy này, đối với bạn tuổi hợi, cái vận trình của bạn cũng đang gặp được ngày cốt thực thần chứa mệnh. Cái điều này cho thấy với cái sự khởi phát trong chuyện kinh doanh với bạn tuổi hợi thực sự là đáng mừng. Và bạn tuổi hợi, bạn kiếm được những cái mối làm ăn, đạt được cái mục tiêu dễ dàng trong công việc nâng cao thu nhập cho mình nữa trong ngày này đối với bạn tuổi hợi bạn còn đang gặp được tin báo tốt lành có niềm vui đến gặp gỡ trao đổi công việc thì được thuận lợi có lộc khố thiêu chân tài lộc rất chi là vượng nữa bạn tuổi hợi nhé về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa tình duyên không thể nói trước tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ hãy trân trọng người ở trước mắt mình tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc tiền bạc nhanh chóng kéo đến. Tử vi tuổi tân hợi thuộc kim, cơ hội làm ăn hiếm có, đừng bỏ qua. Tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy, hãy chấp lấy thời cơ ngay khi có thể. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.